cốc nước ấm buổi sáng. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Nếu như mọi người mới đến, mình tên là Phương Anh, mọi người thể gọi mình là Phanh. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một tuần mình tiêu hết bao nhiêu tiền khi sống tại Canada. Và trước khi mình chia sẻ, mọi người hãy comment bên dưới và đoán thử xem chi phí một tuần của Canada có thể lên đến bao nhiêu tiền nhé. Và hãy xem đến cuối video để xem dự đoán của mọi người chính xác không. Ok, không dài dòng nữa, mình vào video luôn thôi. Chi phí đầu tiên mà mình cần phải trả và cũng là chi phí lớn nhất, đấy chính là tiền thuê nhà. Và trước khi mình chia sẻ giá mình thuê thì mọi người hãy cùng xem căn mình ở đã nhé. Đã vào đến nhà của mình. Đây là khu vực để giày. Ở bên này thì có một phòng kho để một số đồ linh tinh các thứ. Đây là khu vực ăn. Ở đây có khu bếp và có rất là nhiều chỗ để đồ, rất là rộng. Căn mình ở khu bếp khá là hiện đại, có bếp mới và có cả máy hút mùi nữa. Và ở dưới có lò nướng nữa. Xong có cả lobby sống. Đây có cả máy rửa bát. Thường ở Canada, những tòa nhà mới đều có máy rửa bát ở trong căn hộ. Đây. Và nhiều người đến đây xong nghĩ đây là tủ lạnh, tại vì nó là màu khác. Nhưng thực ra đây là tủ để đồ. Còn đây mới là tủ lạnh. Hôm trước mới đi siêu thị xong nên có rất nhiều đồ. Ok. Và đây là khu vực phòng ngủ của mình. Thật ra là phòng khách, nhưng mà mình đã chia ra làm hai phòng. Ra đây là phòng ngủ, phòng kia bé quá. Thì đây là khu vực bàn học, đây là khu vực trang điểm, đây là giường. Ở khu làm việc và học của mình thì mình có hai cái màn hình, mọi người nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Và ở dưới có một cái ngăn kéo nhỏ để đồ nữa. Ở khu make up của mình thì mình chỉ có một cái gương nhỏ và nước hoa, son các thứ. Và đây là view của nhà mình. Sau khi mình nhìn thấy view này là mình ưng căn này và muốn thuê ngay lập tức. Nhìn cái view này thì chắc không bao giờ buồn chán được ấy mọi người. Mình cũng có làm thêm cái rèm này để buổi tối ngủ như thế. Đóng lại, nó sẽ kín đáo hơn. Và đây. Đây là phòng vệ sinh. Đây là phòng vệ sinh. Có tủ để đồ ở đây. Đây là phòng chỗ để tắm. Đây có cả máy giặt máy sấy trong căn hộ luôn. Và ở phía bên này là tủ để đồ để áo khoác các thứ. Căn này có một phòng ngủ ở bên trong nhưng vì có đồ của bạn cùng nhà mình nên mình sẽ không vào. Và đây là một cái video mẫu để mọi người thấy cái phòng ngủ nhỏ này cũng có view rất là đẹp và ở ngay bên cạnh phòng khách. Ok, và đấy là toàn bộ căn nhà của mình. Bây giờ mọi người hãy đoán thử xem tiền thuê nhà của căn này, một phòng ngủ và một phòng nhỏ là bao nhiêu tiền nhé. Và hãy xem đến cuối video để biết được giá thuê nhà của căn này. Chi phí thứ hai mà mình cần phải trả đấy chính là tiền đi chợ. Hãy cùng đón xem một tuần thì mình tiêu hết bao nhiêu tiền khi đi chợ nhé. Mình thường đi chợ một tuần một lần. Và trong tuần đấy thì mình cố gắng đi mua thật là nhiều đồ luôn. Hôm nay mình sẽ mọi người đi mua sắm cho mình. Và toàn bộ tiền cho buổi đi chợ ngày hôm nay chính là 67 đô 12. Và sau khi đi chợ xong thì mình hơi thèm trà sữa nên mình đã mua một cốc trà sữa với giá là 8 đô.
Trung không? Trung bình một tháng mình sẽ tiêu tầm 200 đến 300 đô tiền đi chợ. Vì chia ra mỗi tuần sẽ là khoảng 50 đô đến 80 đô một tuần. Lâu lắm mình không cho sữa, trà sữa rất ngon mọi người. Chi phí thứ ba đấy chính là tiền mình đi ăn, đi chơi với các bạn bè. Thường một tuần thì mình đi ăn ngoài khoảng 1 đến 2 bữa, có bữa nhiều hơn, có bữa ít hơn, tùy vào ví dụ mức độ mình thèm phở đến bao nhiêu, hoặc là tiện mình đang đi chơi với bạn bè thì cùng đi ăn, hoặc những lúc không tiện nấu cơm, mình cố gắng không đi ăn ngoài quá nhiều để tiết kiệm tiền. Và trong một tuần thì chi phí đi ăn ngoài của mình dao động từ 50 đô đến 100 đô. Chi phí tiếp theo đấy chính là tiền điện, nước, sưởi, wifi và sim điện thoại. Ở căn của mình thì mình không cần phải trả tiền nước, còn tiền điện và tiền sưởi thì dao động khoảng 30 đô đến 40 đô tùy tuần. Ngoài ra thì tiền wifi mình trả 50 đô một tháng. Và sim điện thoại thì hiện mình đang dùng gói 4G là 35 đô. Và nhà tài trợ cho video ngày hôm nay đấy chính là Canadian SIM. Canadian SIM là một công ty cung cấp gói dịch vụ mạng cho những bạn mới đến Canada. Hiện tại thì Canadian SIM có chương trình ưu đãi 30GB với giá 40 đô trong một tháng. Và để mọi người hiểu cái mức độ lớn của 30GB như thế nào thì hồi mình mới đến Canada mình đã tiêu 40 đô một tháng cho 4GB. Và 30GB thật sự là rất đủ cho các nhu cầu, ví dụ như là lướt mạng, chơi game, xem video, học vân vân. Thế nên là đây là một ưu đãi cực kỳ tốt nếu như bạn nào mới đến Canada và cần có mạng để sử dụng. Ngoài ra thì mạng của Canadian SIM chạy ở tốc độ 4G. Công ty cũng có cung cấp eSIM, nghĩa là các bạn không cần SIM cứng để sử dụng. Nhưng nếu bạn nào cần SIM cứng thì công ty có free ship đến bất cứ đâu trong Canada và một số địa điểm sân bay nhất định. Hơn thế nữa, bạn có thể gọi bất cứ đâu trong Canada free và bạn không cần phải trả trước đồng nào. Một điều đặc biệt nữa đó chính là Canadian SIM là công ty con của một trong ba công ty viễn thông lớn nhất tại Canada là Fido. Thế nên các bạn không cần phải lo về độ phủ sóng. Năng xuống mất rồi. Nếu các bạn hứng thú, hãy click link ở bên dưới nhé. Chi phí tiếp theo đấy chính là tiền đi lại. Ở đây thì mình thường sử dụng các phương tiện công cộng để đi lại, ví dụ như là xe bus, xe điện và tàu điện ngầm. Và giá cho mỗi vé tàu và bus là 3 đô 25 một người. Do khu vực mình ở khá là trung tâm và gần chợ, công ty, thế nên là mình thường đi bộ và một tuần mình chỉ tiêu 10 đến 15 đô tiền phương tiện công cộng thôi. Loại chi phí cuối cùng đấy chính là các loại chi phí khác, ví dụ như là tiêu dùng cá nhân như dầu gội, dầu xả, sữa tắm, đồ make up và một số các hoạt động giải trí như đi hòa nhạc vân vân. Mình không có một cái ước tính chính xác cho loại chi phí này, nhưng thường thì một tháng mình sẽ dành ra 100 đến 150 cho khoản này, nghĩa là mỗi tuần sẽ dao động khoảng 50 đô đến 70 đô. Vâng, và đấy là tất tần tật các loại chi phí của mình trong một tuần. Bây giờ chúng ta cùng cộng tổng xem một tuần mình tiêu hết bao nhiêu tiền nhé. Đầu tiên đấy chính là tiền thuê nhà. Thuê nhà thì căn của mình thuê có giá là 2.600 đô và chia đôi, nghĩa là mỗi người sẽ 1.300. Tiếp theo là tiền đi chợ, mình sẽ lấy con số là 70 đô. Tiếp đến là tiền wifi 50 đô, tiền sim 40 đô đã cộng thuế, tiền điện là 40 đô, tiền đi ăn là khoảng 80 đô, tiền đi chơi và các loại sinh hoạt phí phụ khác là 70 đô và tiền đi phương tiện công cộng là 10 đô. Đây là một ước tính khá lòng tròn ấy, nghĩa là nó không chính xác 100%, rất tùy vào tuần. Và sau khi chúng ta đã có tất cả những con số đấy thì tổng cộng của chúng ta là... Và con số cuối cùng của chúng ta đấy chính là 585 đô. Thật ra con số này khá là xông xênh ấy. Nếu như tính cả tiền thuê nhà thì mình sẽ tiêu tầm 1.500 đến 2.000. Và nếu như mà so sánh cái này với Việt Nam thì có vẻ khá là cao ấy. Tại vì riêng tiền thuê nhà không đã là 1.300 rồi. Còn tính cả tiền wifi rồi tiền điện, nhưng cái đấy là không thể thay đổi được. Nhưng mà đổi lại thì tiền lương ở bên này khá cao. Mức lương tối thiểu đã là 15 đô một giờ rồi. Nghĩa là 300 nghìn một giờ. Nếu như mọi người làm những công việc kiểu sale hay là hàng trà sữa, làm nhà hàng là đã cứ một tiếng là 15 đô. Nên là thật ra nó cũng khá là hợp lý so với mức lương ấy. Cá nhân mình thì mình vẫn cảm thấy mức sống ở bên này khá là cao, đặc biệt là tiền nhà mình thấy nó khá là đắt. Nhưng mà đó là toàn bộ chi phí sinh hoạt của mình trong một tuần. Mọi người
Có đoán chính xác không? Nếu như mọi người có cảm nghĩ gì về tiền sinh hoạt ở bên này thì hãy comment bên dưới. Và cảm ơn mọi người đã đón xem video ngày hôm nay. Nếu như mọi người muốn xem một video nào khác về cuộc sống du học bên này hay đi học, đi làm thì mọi người hãy comment bên dưới để mình có thêm ý tưởng làm video tiếp theo nha. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình đăng những video sau nhé. Ok, cảm ơn mọi người đã đón xem. Bye bye. Vâng. Ok. Đây là combo ghi hình của mình mọi người ạ. Bên trên mặc rất lịch sự nhưng bên dưới là